Xin chào các bạn. Đối với những dòng iRobot không sử dụng điều khiển trên điện thoại thì chúng ta muốn hẹn giờ chúng ta phải thiết lập ở trên các cái phím điều khiển trên robot. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để chúng ta hẹn giờ cho bộ robot tự hoạt động. Trên tay mình đang là chiếc máy iRobot Roomba Series 8. Nó là phiên bản iRobot Roomba 805. Để hẹn giờ thì đầu tiên các bạn sẽ cần đánh thức robot nha. Nếu robot đang ở trạng thái tắt hết các đèn đi thì chúng ta sẽ bấm vào cái link để cho đèn sáng. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn thấy các cái dòng chữ ở trên các nút bấm, bao gồm có clock, schedule, spot. Thì đầu tiên để hẹn giờ cho robot thì chúng ta sẽ phải thiết lập thời gian của robot bằng với thời gian bên ngoài. Hiện bây giờ thời gian bên ngoài của mình đang là 8:15. Rồi thì mình sẽ vào clock. Cái phần đây ấy, thì mình sẽ chọn ngày bằng cái ngày hôm nay. Ví dụ hôm nay là ngày thứ 5. Rồi 8:24 giờ đây. Rồi mình có thể chọn 8:24. Mình có thay đổi gì về số phút thì ví dụ bây giờ là 8:25 thì mình chuyển sang 25. Sau khi chính xác về cái thời gian của robot bằng với cái thời gian hiện tại thì bạn sẽ nhấn vào phím OK để thiết lập thời gian. Như vậy thì mình đã thiết lập xong thời gian rồi ở cái phím clock này rồi. Tiếp theo nữa thì bây giờ để hẹn giờ cho robot thì các bạn sẽ chọn schedule. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy các cái dãy chữ như là day, how, minutes và OK. Đây thì chúng ta sẽ chọn ngày. Đây, nó đang nhấp nháy ở sun là chủ nhật. Chúng ta có thể set cho robot chạy từ chủ nhật đến thứ bảy, tất cả các ngày trong tuần. Và chúng ta vào đây ví dụ đang ở sun thì cái giờ mà đang hiển thị cho chúng ta thấy là 6:30. Ví dụ mình muốn robot chạy vào 7:30 đi, mình bấm sang phím how nó sẽ tăng lên 1 giờ. Off tiếng phút ở bên cạnh. Ở đây thì chúng ta sẽ không có số phút từng số một mà nó sẽ theo cái phân chia như là 7:30, 7:45, 8 giờ, 8:15, 8:30. Đây giờ chúng ta mình muốn 7:15 đi, mình sẽ nhấn vào đây. OK, 7:15 rồi và đây là buổi sáng này. Các bạn nhìn thấy đây là buổi sáng, 7:15 chúng ta sẽ nhấn OK. Đấy. Thì đúng 7:15 ngày chủ nhật máy sẽ chạy. Còn những cái ngày khác thì cũng tương tự như vậy. Mình sẽ vào clock. Đấy. Mình sẽ vào tiếp. Đây. Bấm nhầm rồi. Mình sẽ vào schedule. Đang nhấp đấy là chủ nhật. Bây giờ mình sẽ sang thứ hai. Mình bấm tiếp vào đây. Sáng thứ hai, ví dụ 6:30 buổi sáng mà mình không muốn thì mình có thể thay đổi. Đây, mình cho nó chạy vào 4:30 chiều đi, ngày thứ hai. Rồi các bạn muốn ngày thứ ba thì các bạn sẽ nhấn sang tiếp sang đây, chuyển sang ngày thứ ba, cũng 6:30, thứ tư cũng 6:30. Giờ thứ năm. Thứ năm mình lại không muốn cho nó, thứ năm mình lại muốn một cái giờ nào đấy, ví dụ như là đây 8:30 sáng thứ năm đi. Rồi còn thứ sáu, thứ sáu mình bấm tiếp sang đây, mình sẽ nhảy sang thứ sáu. Và đây mình không muốn thứ sáu, mình không muốn cho máy nó hoạt động thì mình có thể, đây mình muốn là ngày cuối tuần không hoạt động nên mình chuyển sang thứ bảy đi. Thì ở cái phần giờ mình sẽ chỉnh. Đây, mình sẽ chỉnh về không hết. Đây, mình bấm vào giờ và mình bấm đến khi nào nó ra không ra cái số gì hết thì lúc này ngày thứ bảy nó sẽ không chạy vào cái giờ nào hết, tức là nó sẽ không chạy. Tiếp theo mình chuyển sang chủ nhật đi, chủ nhật mình cũng không cho chạy đi thì mình cứ bấm vào cái biểu tượng giờ. Đây, cho về không hết. Rồi sau đấy mình nhấn OK, thế là xong. Thực ra cái thiết lập giờ cho robot tự chạy ở trên những chiếc máy của iRobot Roomba thì rất là đơn giản.
mà với cái hướng dẫn của mình thì những bạn mà mới bắt đầu sẽ dễ dàng thực hiện và tiếp cận hơn. Mà cần hỗ trợ thì các bạn có thể vào trang web robotbụi.vn để xem những cái hướng dẫn cụ thể hơn.